với người dân của một đô thị trẻ như Đà Nẵng, dáng dấp nông thôn vẫn gắn bó và in sâu trong đời sống của nhiều thế hệ gia đình cho tới ngày nay. Cũng vì vậy mà sau khi trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã hoạch định một lộ trình xây dựng nông thôn mới dài hơi, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của Đà Nẵng, ngày càng phát triển và khởi sắc, không chỉ về hạ tầng nông thôn mà còn là chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người dân. Kể từ năm 1997, sau khi trực thuộc Trung ương, qua nhiều quy hoạch và định hướng phát triển không gian đô thị, nông thôn còn dang dở. Cùng với bộ máy chính quyền mới, sau khi chia tách, còn nhiều việc cần phải quan tâm hơn. Nông thôn mới Đà Nẵng vẫn là một kỳ vọng còn bỏ ngỏ với những vùng quê nghèo, thu nhập thấp, những hạ tầng còn sơ sài, thiếu thốn. Đến năm 2010, khi huyện Hòa Vang được Ban chỉ đạo Trung ương về nông thôn mới chọn làm điểm để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đà Nẵng mới thực sự đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư hiện đại hóa theo hướng đô thị với nhiều dự án lớn cho đến nay như đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh La Sơn Túy Loan. Cùng với đó, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, điện chiếu sáng, nước sạch được quan tâm đầu tư. Riêng giai đoạn 2016-2020, toàn huyện vận động xây dựng được gần 171 km đường giao thông, hơn 108 km giao thông kiệt hẻm, gần 16 km giao thông nội đồng, gần 47 km giao thông liên thôn với tổng nguồn vốn xây dựng hơn 2.442 tỷ đồng. Có thể thấy, hạ tầng nông thôn từng bước cải thiện là những thay đổi rõ rệt nhất trong diện mạo nông thôn Đà Nẵng. Khi cái hạ tầng nó được hiện đại, cái môi trường nó trong lành, thì anh ở sống trong cộng đồng để anh mới được thay đổi. Trước đây anh có thể dục rót ngoài đường, nhưng hôm nay anh không thể. Đó là cái ý thức, cái tồn tại xã hội, cái hạ tầng như thế, đời sống với văn hóa, cái đời sống, cái lối sống như thế, cái điều kiện đó gì thì anh phải có một lối sống nó nâng lên. Đó là cái nên cái giao thoa giữa đô thị và nông thôn nó gần như nó cũng từng bước thông qua cái hệ thống công nghệ thông tin, qua hệ thống giao thông, qua hệ thống trường học. Bây giờ trường học ở nông thôn cũng nó trang bị cũng như trường học của đô thị, thậm chí những cái chợ nông thôn bây giờ sầm uất hơn những cái chợ địa phương ở cấp phường. Bây giờ mà về mà cái chợ, ví dụ chợ Lệ Trạch, chỗ Hòa Tiến, thậm chí nó là sầm uất hơn những cái chợ mà cái phường nào đó ở một cái đô thị. Đó là cái những hạ tầng, nhưng mà tồn tại xã hội nó quyết định ý thức người dân và ứng xử về môi trường, con người đã ứng xử với cái con người với con người, người ta ứng xử với cộng đồng. Hạ tầng nông thôn được cải thiện, đời sống người dân được nâng lên là tiền đề để các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Đà Nẵng về đích sớm. Đến nay 11 trên 11 xã huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Hòa Châu, Hòa Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Có 16 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Đặc biệt trong năm 2019, xã Hòa Châu được Thủ tướng Chính phủ tuyên dương khen thưởng là một trong 175 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu của cả nước. Theo ông Nguyễn Phụ, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Châu, từ khi xã nhà phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, người người, nhà nhà đồng lòng phát quan bờ bụi, cây dại, trồng hàng ngàn gốc bưởi, mít, xoài, ổi, chanh, vừa làm đẹp làng quê, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Sự đồng thuận của người dân chính là mấu chốt của các chương trình này. Khi triển khai các cái chủ trương mà đưa ra đến tận người dân, và nếu nhân dân mà không hiểu, không thấu suốt được các cái chủ trương đó thì nó dễ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó cho nên là chúng tôi triển khai phát động cái phong trào dây xây dựng nông thôn mới. Từ đó cho nên là trong thời gian qua là tiếp tục triển khai thực hiện cái tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 đến 2020. Thì năm 2016 chúng ta đã triển khai đến tận khu dân cư và tổ chức phát động đến từng thôn. Từ đó cho nên nhận thức của nhân dân về nông thôn mới được nâng lên. Thì từ nông dân họ là chủ thể, bây giờ họ là trung tâm. Họ là cái trung tâm để xây dựng thôn mới, trước đây là cái chủ thể, bây giờ đưa nông dân trở thành cái trung tâm để xây dựng thôn mới. Nên cái ý thức của họ, cái hành vi của họ, đối xử từ sản xuất, gọi là thay đổi ý thức, thay đổi một cái nhận thức,
thay đổi vật chất, tức là quá trình. Chương trình mục tiêu nông thôn mới làm thế nào để hỗ trợ cho nông dân vượt qua những khó khăn. Nhưng mà họ vừa chủ thể, nhưng mà giai đoạn thứ hai này là giai đoạn họ là trung tâm. Tất cả lấy nông dân, những cư dân nông thôn, không phải nông dân, cư dân nông thôn làm một trung tâm để xây dựng nông thôn mới. Trước đây là chúng ta chính quyền, chúng ta hỗ trợ, chúng ta là, nên bây giờ họ phải tự quyết. Chính quyền nông thôn với chính quyền đô thị khác là phải tự quyết. Dân biết, dân bằng, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Lộ trình xây dựng nông thôn mới của Đà Nẵng trong 2 năm trở lại đây chuyển về hướng tái cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp mang tính ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái trong tầm vóc của một nông thôn mới hiện đại và văn minh với đầy đủ cơ sở hạ tầng, trình độ người dân tương xứng. Giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung kêu gọi đầu tư vào 3 vùng nông nghiệp đã có quy hoạch chi tiết tại 3 xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, cùng với triển khai 8 cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang. Phấn đấu đến năm 2025, có 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng huyện thành thị xã, xứng đáng với kỳ vọng và truyền thống lâu đời của người dân vùng đất cách mạng trên quê hương Hòa Vang anh hùng.